Có lẽ rằng ít người biết, chiến công đầu tiên của lực lượng cảnh sát nước Pháp đó là càn quét hang ổ Du Đãng, dẹp loạn tệ nạn xã hội, trả lại yên bình và ánh sáng cho thủ đô Paris của nước Pháp. Đây là sao huyệt bất khả xâm phạm của giới du thủ du thực Paris, được gọi với cái tên mỹ miều là lâu đài tuyệt diệu. Một thế giới của những gì kinh dị nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Thậm chí, chính nơi này đã từng được đại thi hào Victor Hugo đưa vào trong tác phẩm văn học của mình. Chuyên án lâu đài tuyệt diệu. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào giải mật thông tin này. Thành lập Jean Baptiste Colbert, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1619, mất ngày 6 tháng 9 năm 1683, là Bộ trưởng Tài chính của nước Pháp từ năm 1665 đến năm 1683 dưới thời vua Louis XIV. Ông nổi tiếng nhờ vào việc chèo lái nền kinh tế nước Pháp bên bờ vực của sự sụp đổ. Tuy nhiên, mặc cho những cố gắng của Colbert, nước Pháp vẫn rơi vào nghèo đói vì vua Louis XIV chi tiêu quá nhiều cho chiến tranh. Colbert cũng được coi là một gương mặt nổi bật của chủ nghĩa trọng thương. Ông là người đề ra chính sách thực hiện ở Pháp trong 100 năm gọi là chủ nghĩa Colbert, với nội dung chủ trương phát triển công nghiệp, trợ cấp tiền cho công nghiệp, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm công nghiệp, thi hành hàng loạt các biện pháp chính sách tàn phá nông nghiệp, hà khắc nông nghiệp, tăng thuế nông nghiệp, tăng giá vật tư nông nghiệp, phong tỏa thị trường nông sản, làm khủng hoảng nông nghiệp, phá sản kinh tế nông dân. Trải qua nhiều thế kỷ, thái độ của người Pháp đối với an toàn công cộng đã có những bước phát triển nhất định. Cũng chính điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới Colbert. Ông đã hình dung ra một giải pháp hoàn chỉnh cho tội phạm. Từ một tình huống kế thừa từ thời Trung Cổ, ông đã chất lọc những nền tảng của lực lượng cảnh sát dưới thời Ancien Régime, còn được gọi là chế độ cũ của hệ thống chính trị và xã hội của Vương quốc Pháp từ cuối thời Trung Cổ khoảng thế kỷ 15 cho đến cách mạng Pháp năm 1789, dẫn đến việc xóa bỏ năm 1792 chế độ quân chủ cha truyền con nối và chế độ phong kiến của giới quý tộc Pháp. Tháng 3 năm 1667, Jean Baptiste Colbert đã trình lên vua Louis XIV sắc lệnh thành lập lực lượng cảnh sát. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp cảnh sát đã tách khỏi ngành tư pháp. Sự thành lập này nhằm mục đích tạo ra một lực lượng tự quản để trông nom cảnh giới các khu vực quan trọng của thành phố, đồng thời kiềm chế sự phát triển của những băng đảng và kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Theo đó, Paris là thành phố đầu tiên được thí điểm thực hiện. Người đứng đầu cơ quan này sẽ được phong hàm thượng tướng, quản lý toàn bộ lực lượng cảnh sát Pháp, có toàn quyền đối với các thể chế thực thi pháp luật và bảo vệ dân sự hiện có. Ngoài ra thì còn có nhiệm vụ hỗ trợ cho các cơ quan chính quyền như thương mại, chợ, trường học, văn thư lưu trữ và được bổ nhiệm bởi nhà vua. Thượng tướng cảnh sát đầu tiên Gabriel Nicolas de la Reynie, sinh năm 1625, mất năm 1709, là người được Bộ trưởng Jay Colbert chọn mặt gửi vàng, đề nghị làm thượng tướng lực lượng cảnh sát. Colbert đã đề bạt với hy vọng rằng thượng tướng Reynie sẽ xoay chuyển được tình hình, bởi vì hồi đó, với thực trạng phố xá không một ánh đèn, nạn trộm cướp, ăn cắp và nhiều tệ nạn xã hội khác hoành hành khiến cho Paris tráng lệ, thủ đô của nước Pháp, giống như trong địa ngục trần gian. Gabriel Nicolas de la Reynie sinh năm 1625 tại Limoges, Pháp, trong một gia đình nghèo. Năm 1645, Gabriel Nicolas kết hôn và trở nên giàu có rồi lấy tên là Reynie. Ông trở thành một vị lãnh chúa nhỏ với thu nhập hàng năm khoảng 200 bảng Anh. Về đời tư thì ông chỉ có một người con sống đến tuổi trưởng thành, còn vợ ông thì mất 3 năm sau đó. Về mặt sự nghiệp, từ một lãnh chúa nhỏ, để tránh bị vướng vào Fronde, cuộc nổi dậy cuối cùng do các quý tộc Pháp tiến hành chống lại nhà vua, ông đã phải nhờ tới sự trợ giúp của thống đốc Guyenne, Jean-Louis de Nogaret de la Vellette, công tước Epernon. Và cũng chính người này đã giới thiệu Reynie với tòa án. Tiếp đó, Reynie đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Đó là việc trở thành quan tòa tại Angoulême, sau đó là chủ tịch tòa án ở Bordeaux.
năm 1661, Rainey đã mua văn phòng của Maître de Sagesse với giá 320.000 bảng Anh cho hội đồng nhà vua. Lâu đài tuyệt diệu. Lâu đài tuyệt diệu là cái tên do những người hành khất đặt cho nơi họ có thể trở về nghỉ ngơi sau một ngày lang thang ăn xin. Vào thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 15 ở châu Âu, nạn hành khất hoành hành khắp nơi. Lâu đài tuyệt diệu đầu tiên được thành lập vào năm 1350 bởi một nhà từ thiện người Paris nhằm làm chỗ trú chân cho những người nghèo lương thiện. Nhưng trong số này lại có cả bọn du đãng giả danh hành khất. Có rất nhiều lâu đài tuyệt diệu rải rác xung quanh Paris, nhưng sao huyệt thực sự nằm ở khu vực giữa hai con phố là Saint-Denis và Neuilly-sur-Seine. Saint-Denis là một trong những đường phố chính thuộc khu phố Latin, sau thì đổi tên thành thành phố Saint-Jacques, trở thành con đường hành hương về mộ chúa của giới tu sĩ dòng Đa Minh. Bởi vậy, có rất nhiều nhà thờ và tu viện được xây dựng ở đây. Năm 1226, Đức Tổng Giám mục Paris lập ra tòa tu viện mang tên Những Cô Con Gái của Chúa, với mục đích cho những thiếu nữ lầm lỡ có chốn nương thân. Tu viện này sau đó nổi danh đến nỗi cô gái của con nhà lành cũng muốn được nhận vào đó. Nhưng dân chúng xung quanh thì lại không hoàn toàn coi trọng sự cải tà quy chính của các cô gái sống trong đây, nhất là từ khi bên cạnh tu viện mọc lên lâu đài tuyệt diệu. Hoàn toàn tương phản với cái tên gọi lâu đài tuyệt diệu, trong tòa nhà này chen chúc hơn 100 gia đình. Mỗi gia đình trung bình có 6 người sống trong một không gian chật hẹp. Nhà sử học gạo cội của cung đình Pháp De Salvan đã từng tới đó vào đầu năm 1667 và có ghi lại rằng người ta sống chồng chất lên nhau và mùi xú uế thì từ đây lan ra khắp thành phố Paris, khiến cho người nước ngoài mỗi khi có dịp đi ngang qua thành phố không khỏi ấn tượng mạnh. Lâu đài tuyệt diệu vào ban ngày thì vắng lặng như giữa sa mạc, khi tối đến thì lại giống như là cái tổ kiến. Bọn mù mắt sáng, bọn cụt còn cả tứ chi, hay những kẻ câm ưa ba hoa, rồi tới cả bọn móc túi chờ cháo, bọn sát thủ chuyên nghiệp, bọn đâm phê chém mướn, tụ tập về đây để ngả lưng sau một ngày dài mưu sinh. Đông nhất là những kẻ hành nghề ăn xin. Và hồi đó ở Paris có tới 40 vạn người hành khất, chiếm tới gần 1/7 dân số thủ đô nước Pháp. Nếu như là hành khất thật thì thực ra họ là những con người với mảnh đời bất hạnh thực sự. Nhưng điều đáng tiếc là có rất nhiều kẻ trong số đó lại là bọn lừa đảo xuất phát từ lâu đài tuyệt diệu. Phụ nữ sống trong lâu đài tuyệt diệu chủ yếu là làm nghề ăn xương để kiếm sống. Còn con cái họ khi mới đẻ ra thì bị phế tứ chi, trở thành người tàn tật để sau này dễ kiếm sống hơn là làm một kẻ khỏe mạnh lành lặn. Không có bất kể một thứ đạo đức nào tồn tại ở cái lâu đài tuyệt diệu này cả. Ngay cả nhiều người phụ nữ cũng không rõ cha của đám con mình là ai nữa. Cứ như vậy, lâu đài tuyệt diệu đã trở thành sao huyệt bất khả xâm phạm lâu nay của giới du thủ du thực Paris. Đại thi hào Victor Hugo đã từng mô tả về căn cứ địa của đủ loại tệ nạn này trong cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris rằng đó là một thế giới của đủ thứ cặn bã trong xã hội. Quyết đánh. Cho tới khi lực lượng cảnh sát được thành lập, không có bất kỳ một ai trong giới hữu trách Paris dám động đến lâu đài tuyệt diệu. Ngay sau khi nhậm chức, Thượng tướng Rainey đã quyết giáng một đòn cực mạnh vào bọn du đãng và lên kế hoạch đánh thẳng vào lâu đài tuyệt diệu. Công việc của cảnh sát kinh đô Paris là theo dõi bọn ăn cắp, lập lại trật tự, chấm dứt những cuộc chạm súng, xua đuổi lũ hành khất, làm sạch thủ đô, theo dõi những người ngoại quốc có các hành động mờ ám. Ngoài công việc chỉ đạo lực lượng cảnh sát thì Thượng tướng cảnh sát Pháp còn phải thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau như đã ghi trong văn bản những quy ước ban đầu do đích thân vua Louis XIV chấp bút ký về việc ra mắt cơ quan cảnh sát riêng biệt. Một trong số các nhiệm vụ đó như là bảo đảm ánh sáng cùng sự cung cấp nước đầy đủ cho kinh đô, áp dụng các quy chế vệ sinh đô thị, làm lại đường xá, phá các tụ điểm cờ bạc, chống lại lũ ma cô và quân lừa đảo, bọn lên đồng gieo quẻ và câu hồn luôn thu hút những người mê tín dị đoan,
chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, tổ chức các bệnh viện và nhà tù, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho Paris ngay cả vào lúc mùa màng thất bát, rồi tới cả chống lại bọn đầu cơ tăng giá hàng hóa. Chính vì thế mà hai bên vai của Thượng tướng Rainey phải gồng gánh những trọng trách không hề đơn giản với một tá các danh sách công việc, nhiệm vụ nặng nề. Bất chấp mọi khó khăn, Rainey vẫn làm việc một cách không biết mệt mỏi trong tất cả các lĩnh vực mà ông được giao và thường hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, như là đánh giá của đích thân Bộ trưởng Jay Colbert với Đức vua Louis XIV. Đối với bọn du thủ du thực tệ nạn xã hội, dù là đã có đường hướng rõ ràng để dẹp sạch, nhưng mỗi khi thấy cảnh sát xuất hiện là chúng lại chạy tứ tán như những nhà vô địch Việt dã thực thụ, gây ra khó khăn, cản trở cho công tác trị an, điều tra và gây mất trật tự công cộng. Do đó Moroni lại càng thêm phần mệt mỏi. Nhưng viên thượng tướng ấy không vì vậy mà đâm ra chán nản hay nhụt chí. Ông đã quyết giáng một đòn chí mạng vào lâu đài tuyệt diệu, cái hang ổ của mọi loại tội phạm ấy. Để thực hiện thì trước hết, tướng Rainey đã huy động một lực lượng đông đảo gồm nhân viên cảnh sát và binh sĩ quân đội bao vây chặt khu vực nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho ai ra cũng không cho ai vào. Tiếp tục sau đó theo kế hoạch là lệnh tổng tấn công. Đòn trực diện. Nhưng ngay trước khi lệnh tổng tấn công được ban ra, Thượng tướng Rainey đã thực hiện một phương cách cuối cùng tránh cảnh hỗn chiến, bạo loạn. Do lo ngại bọn du đãng có thể điên cuồng chống trả trước cơn tuyệt vọng như con thú bị tử thương, ông đã thực hiện một hành động thật khó để diễn tả bằng từ ngữ. Đó là đích thân một mình Rainey đi vào trong lâu đài tuyệt diệu qua một ngõ phố tăm tối ẩn ướt. Rồi ông trèo lên một gò đất ở giữa lâu đài tuyệt diệu và cứ thế mà cào giọng nói: "Ta thừa sức phá tan chỗ này của các ngươi, để trừng trị nghiêm khắc và không thương tiếc những kẻ chống đối pháp luật lâu nay. Ta định ném các ngươi vào các trại cưỡng bức lao động, tống bọn đầu sỏ đi tù. Nhưng ta lại muốn tha thứ cho các ngươi nhiều hơn, bởi đa phần trong các ngươi chỉ là nạn nhân từ những kẻ chủ mưu hơn là những người có tội. Hãy nghe đây, ta cho các ngươi một dịp may mắn cuối cùng. Trong vòng 1 giờ, các ngươi phải biến khỏi chốn này và rời khỏi Paris ngay. Những tên ngoan cố kháng cự và gây thương vong cho lực lượng hiến binh, nếu bị bắt sẽ bị hành hình ngay tức khắc. Những kẻ đồng đảng còn lại sẽ tha hồ mà bóc lịch trong tù hoặc phải chịu án khổ sai." Phát biểu xong xuôi thì Rainey quay lui. Đến khi ông thông báo sắp hết thời hạn quy định, bọn người trong lâu đài tuyệt diệu bắt đầu hò nhau mà chạy một cách tán loạn. Chúng chen lấn, xô đẩy, bò lết ra khỏi căn cứ địa ngạo nghễ một thời. Chỉ trong khoảng 20 phút sau khi thông báo được phát đi, lâu đài tuyệt diệu đã thực sự vắng bóng người. Chiến dịch bài trừ tội phạm có quy mô lớn đầu tiên của cảnh sát Pháp đã thành công mỹ mãn, đi vào lịch sử như một chiến công hiển hách nhờ vào công lao của vị thượng tướng cảnh sát đầu tiên Gabriel Nicolas de la Reyne. Từ đó trở đi, kinh đô ánh sáng Paris trở lại vẻ yên ổn vốn có như mọi người mong đợi từ ngàn xưa. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: El History, An ninh Thế giới Online, Vanderbilt Magazine cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.